mũi ra quá. Mới nhánh rụng nữa. Chứ em đâu có nói chặt cây đâu. Này chưa thu hoạch đâu bao lâu hết mà. Chưa gì trơn, mới trồng lên thu hoạch có một khúc mộng đấy. Mai mốt có gì cho củi nấu bánh tét ra thấy mẹ. Chào cả nhà nha. Chào nhà nha. Chúc cho cả nhà có một ngày mới thật là tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Thì theo lời đỡ hứa của hai anh em, thì hai anh em bữa nay sẽ làm một clip đi xa nha cả nhà. Xa nói chung là xa nhất từ đó tới giờ hai anh em làm chung clip nha cả nhà. Thì hôm mỏm á thì cũng xuống sông rồi, xuống biển rồi. Thì bây giờ hai anh em sẽ đi đâu cả nhà đón thử đi. Bây giờ hai anh em sẽ dọn dẹp đồ đạc và lên xe đang dọt tới địa điểm đó nha. Bây giờ hiện tại là 5 giờ sáng, gà nó cũng gái quá rồi. Thì bữa nay hai anh em đi hơi xa, cái nhà cho hai anh em xin một like nha cả nhà, đặng hai anh em có động lực, nguồn động lực lớn đặng đi làm những clip cho cả nhà cùng xem. Thôi bây giờ hai anh em sẽ lên xe và đi thôi. Cả nhà đón xem thử có hai anh em đi tới đâu, làm những gì nha cả nhà. Địa điểm sửa xe nha cả nhà. Anh em dướng rồi, không biết nào mới xong nữa. Nó mặt quá. Bây giờ hai anh em sẽ chờ sửa xong rồi gặp tiếp nha cả nhà. Chứ kiểu này nằm đường tan chỗ là tôi lên đường. Bữa nay là ngày bất ổn rồi đó. Hiện tại giờ chuẩn bị mưa nữa. Đang chuẩn mưa thì mưa. Thì hai anh em sẽ ghé cái quán này ăn nha cả nhà. Hủ tiếu Nam Giang. Sáng giờ chưa ăn gì đấu quá trời. Chà tế nè. Bún bãi rồi. Hủ tiếu Nam Giang sao? Hủ tiếu Nam Giang rồi thiếu thịt bằm nha. Mời cả nhà nha. Vô cái trứng cút đây. Đúng không? Chán giờ nó buộc một cái luôn. Tính đợi giết rồi. Xe nó hư bất chợt. Rồi trong giống bộ luôn. Mở nhà nha.
đồ nặng chứ. Cho tôi ra nó nặng rồi, đồ nặng thêm chứ. Xui luôn. Rồi. Mời cả nhà miếng gan nữa, đặng cho Nguyên nó vô ăn chung với em nha. Anh em dũng đói lắm à. Mày cái nhà máy nước luôn nha. Đã. Đã luôn. Anh em cũng gần tới đích đến rồi nha cái nhà. Anh em vô tới một rừng cao su bạc ngàn luôn. Đã ghê luôn. Nhìn cái múc mà mùa lê thủy luôn. Cái này mới một bên thôi, còn bên kia nữa. Bên kia nữa kìa. Ờ nhìn cái mát thì chứ trời. Tú bên kia luôn. Cái này chỉ làm một cái góc thôi. Quá khá luôn. Hồi đó em cũng làm trong niệm á. Cũng làm niệm cao su non tùm lum chứ. Ồ nó mát, mát kinh khủng lắm kìa. Cao su bự hết rồi. Nên đó. Cái bóng cái tàn che dữ lắm. Tính ra này phải trồng thưa á. Nghe thấy đó phải trồng kích lắm. Không biết nữa. Đợt mà cái này mới có củi cao su chậm cũng ngon lắm ạ. Đủ cây của người ta chưa dĩ chân rồi. Củi cao su chắc kiểu này chắc máu mũi ra quá. Mới nhanh rụng nữa. Chứ em đâu có nói chắc thế đâu. Này chưa thu hoạch đâu bao lâu hết mà. Chưa dĩ chân mới trồng lên thu hoạch có một khúc hôm đấy. Mới mốt có gì cho củi nấu bánh tét ra thấy mẹ. Thôi bây giờ anh em sẽ nghỉ ngơi một xíu nha. Rồi tiếp tục nữa. Khỏe. Ôi nhìn trong trọng mút ngàn luôn á. Trời. Hồi đó cũng có nghe rất là nhiều giai thoại về cái rừng cao su à. Rất nhiều luôn á. Nhất là ở Bình Phước rồi này nọ vậy đó. Anh em nghỉ mơ ngơ một chút nha. Con này mát quá. Đâu con chén ơi. Ăn chén ơi. Có cơm nè. Ở cao su. Được có nhiều quá, ít quá. Cũng gần tới đỉnh núi rồi cả nhà. Lâu vậy. Mới tới gần tới chân núi rồi. Thì hai anh em sẽ quyết định ăn nha cả nhà. Rồi quay thêm cho cả nhà xem một chút xíu nữa. Rồi hai anh em sẽ kết thúc clip. Với một phần hiện tại bây giờ hai anh em hồi nãy bị hư xe nên dẫn bộ thốn một khoảng thời gian cũng hơi dài. Rồi hai anh em nghỉ ngơi nữa. Với hồi hôm qua giống hệt là ngủ không được đó cả nhà. Nên thức nguyên đêm.
nên nghỉ cũng hơi lâu một chút. Nên bây giờ á, hai anh em sẽ ăn đơn giản đơn sơ trước thôi nha cả nhà. Rồi đặng hai anh em chuẩn bị chinh phục đỉnh núi nha. Tại vì nếu mà bây giờ hai anh em mà làm nấu nướng rồi nọ nó hơi lâu quá, rồi leo lên chảnh không có kịp, nên là không có kịp tối á. Bây giờ hai anh em sẽ ăn lặt vặt trước nha, rồi mời cả nhà ăn chung, rồi quay cho cả nhà tới chân núi nha cả nhà. Đó thì bây giờ hai anh em sẽ ăn sương sương vậy thôi. Có bánh ngọt nè, có xúc chích, xúc chích gì này, quýt. Thôi mời cả nhà miếng nước trước đi. Không có nước rồi đuối á. Cho anh thấm giọng xong ăn bánh mày được. Không, nó khô chết luôn. Đây, mời cả nhà miếng bánh bông lan nha, nửa bông lan nè. Gì cơ? Gèn gèn. Cũng được, nhưng mà anh này ăn phải có nước được nha. Không có nước là chết liền. Bông lan à, cọt cọt. Rồi. Mấy cái nhà cái xúc xích nè. Sao cạp cạp giống hệt con chó dài đồ ghé vô trời. Rồi. Rồi cái nhà cái xúc xích nha. Tức là lâu rồi cũng ăn lại xúc xích này ta. Cũng ngon như thường. Yên đi núi này bao giờ chưa? Chưa luôn. Chưa không? Lần đầu tiên luôn. Em nói, em nghe nói á, là cái đỉnh núi hiện tại bây giờ rất là đẹp nha cả nhà. Nên người ta tham quan rất là nhiều. Để hàng em trên tỉnh thử coi như thế nào. Tại lâu lắm mà chưa lên. Chứ xin gặp cũng hơn 4 năm rồi đó. Giờ nhà. Ngon quá vậy. Đang nói ăn gì cũng ngon. Quất cho quất cái là cái gà đặc này là yên là đi xa nhất rồi phải không? Xa nhất rồi. Còn nữa, anh em còn đi nữa, còn dài dài nữa nha cái nhà. Chỉ cần sau lưng hai anh em là có cả nhà, là hai anh em mình sẽ tuốt chưa tắt. Mời cả nhà nha. Ngọt không? Không chua, không ngọt lắm nha. Được. Không biết là do ăn bánh hay sao, không biết. Không quên mới ăn bánh à, bánh ngọt ngọt. Cảm giác lạc lạc không? Cái chân quýt này ngọt hết. Cái chua chua. Đi hồi em ăn thử trước là biết liền. Em ăn thử quýt trước. Em thử cái quýt trước. Coi thử nó chua ngọt không? Đúng rồi. Thử là biết liền. Nãy giờ cũng tính mua cái này mua kia nữa, nhưng mà không kịp. Tại kẹt. Cũng tại cái xe không? Tại xe không. Dẫn một khoảng thời gian. Hình như cũng gần nửa tiếng á. Rồi mất ngủ nữa. Hơi khỏe luôn á. Cực chua. Thử à. Trước trước đây. Mời cái nhà nha. Thấy ngọt. Thấy quá em ngọt. Ngọt hả? Không có hai con muốn thử. Thử nè. Ngọt nhưng mà chua chua. Thử kệ đi. Có thể phải ăn bánh không? Ăn thử cái này. Kệ. Vô nó nha cái nhà. Cái này cũng im. Anh em còn một cái đoạn đường cũng hơi dài hơi xa lắm à. Hồi đó thì còn giống hệt còn nhỏ còn thanh xuân. Nó nhỏ nhỏ quá, tính ra cũng có 4-5 năm rồi. Cũng già rồi. Đó còn sung sức lắm. Còn giờ thì không biết sao nha. Chưa biết nữa. Mời cái nhà nha. Nói chung mà không được cũng phải lết bò rồi ha. Năm thôi. Im mới mày khóc nước thiệt nha.
ăn nó hơi cắn nước à. Nước nhân giữa là gì? Để lòng đỏ trứng muối hay trứng gà á. Ừ. Ôi giời. Ừ. Để lên trên chảnh coi thử có cái gì nữa không. Quay cho cả nhà cùng xem. Tại vì nếu mà không gì cắp treo á. Nó không còn thú vị nữa nha cả nhà. Ngắm hịch lên tới chảnh đơn giản nhẹ nhàng quá, dễ dàng quá. Mà cả nhà nha, để thử coi sao nữa. Có sức hai anh em tới đâu nữa. Đúng rồi. Cái gì chứ không có đạm bạc đâu nha. Ừ. Mày nhanh nha. À, hơn đạm Phú Mỹ. Mà không có sức để leo nữa. Ừ. Rồi bây giờ anh em ăn chút nha. Anh em đã tới được cái chân núi của núi Bà Đen rồi nha. Đó. Hồi nãy đảo đường bên kia thấy người ta đi cáp treo lên quá trời luôn. Không biết là bữa nay có đông không nha cả nhà. Quá trời cáp treo luôn. Mới có ngày thứ không mà không biết có đông hay không nữa. Quá xa luôn. Cao kinh khủng. Thì lần này là em đi là lần thứ hai rồi nha. Yên thì chưa đi lần nào. Hôm nay sẽ quyết định em với Yên sẽ chinh phục ngọn núi này nha. À, nếu không được thì tới sáng mai. Đúng không? Thế nào cũng phải cho chinh phục cái đoạn ngọn núi này mới về nha. À, bây giờ hai anh em sẽ nghỉ ngơi. Rồi một chút xíu sẽ lên nha cả nhà. Thì đây là cái đoạn đường lên bằng đường cái cục điện nha. Thì người ta kêu bằng vậy đó. Lên tới trên đó. Còn đường chùa nè. Rồi đường cáp nè. Với đường xe chạy nữa cả nhà. Thì cái đường cáp thì nó quá dễ à. Leo lên cái xích đu ở gì cái cáp cáp treo á, lên cái phát lên tới chảnh. Nhưng mà hai anh em muốn trải nghiệm thử nha, thì giống hệt là giờ nó cũng hơi tăng ký một xíu, cái thứ hai cũng hơi già già rồi, nên thử sức coi thử lên tới còn như xưa không nha cả nhà. Hồi xưa thì rất là khá, cũng êm êm lắm, còn bây giờ thì hên xui nha, nhưng mà cố gắng hết sức nha. Hai thằng ginh hai cái ba lô cũng hơi bị táo ả tâm kinh. Thôi bây giờ hai anh em sẽ đi lên cái đường này nha. Thì chỉ cần cả nhà gõ lên Google Maps là lại ngay cái chỗ mà đường cây cục điện á, người ta sẽ chỉ cho tới cái đoạn đường luôn á. Bắt đầu khởi hành thôi. Đó, thì bắt đầu khởi hành nha cái này. Thì hai anh em sẽ leo lên tới đỉnh núi chảnh. Rồi sẽ cắm trại một đêm. Đó, rồi ngày mai sẽ xuống núi nha. Em hình lên núi xong rồi thỉnh kinh hay gì, lên núi xong tu luyện xong rồi về về làm gì, thể hiện kỹ năng đủ. Coi giờ lên núi học được gì. Thì bây giờ hiện tại cũng trải rồi nha cả nhà, nên hai anh em chưa biết là lên tới núi tới mấy giờ, nên cố gắng hết sức. Có mấy cái dây gì xanh xanh nè, dây điện, cái cục điện mà cái đường dây điện á, đưa về hay cục cục này nha. Có được không cục lại. Chưa gì chơi hết cục cục đó. Tìm hư gì này. Chưa gì hết trơn, thấy cái dốc núi nó thẩm đứng luôn nè. Quá trời đá. Cái nhà coi thẩm đứng luôn nè. Chơi luôn đi nhà thắng luôn. Rồi, ok. Hay rồi, anh hay đi vậy. Thì mấy cái chỗ này giống hình người ta trú á, trú mưa á. Hồi trước thì có thấy người ta một số người ta đi bẻ xài nữa cả nhà. Bẻ xoài á. Đây có cây xoài luôn nè. Hồi đó có bẻ, nhưng hiện tại giờ chưa không biết. Thì bây giờ hiện tại em xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Cả nhà hãy theo dõi hai anh em lên tới đỉnh núi sẽ như thế nào nha. Có gặp gì không? Thì cả nhà nhớ theo dõi hai anh em nha. Thì bữa nay giống hệt là vừa trải nghiệm nè. Vừa thử thách bản thân. Cả nhà đón thử coi như thế nào nha cả nhà.
cả nhà có thích thì nhớ like cho hai anh em có động lực làm thêm những clip tiếp theo nha. Bây giờ chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới thật là hạnh phúc nha. Bye bye. Tôi đi chơi cấm không đi không trời, cái gì vậy trời. Nó độ kiếp mà thôi làm ơn đi. Gan anh hài hứng bảy đầu lôi kiếp đi vô phi thăng rồi gầm gầm luôn rồi có bầu trời nha cả nhà. Đêm nay là